Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì là 6:30 chiều, tức là 18:30 của ngày 26 tháng 7 năm 2021. Và các bác đã biết cái cảm giác là rảnh rỗi như thế nào đấy. Bây giờ Hà Nội cũng đang chỉ thị 16 của Thủ tướng, chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Cho nên là mình cũng không đi đâu cả, tôi cũng chỉ loanh quanh ở nhà là một. Cái thứ hai nữa rằng là thỉnh thoảng mình ra bãi xe như thế này để mà mình nổ máy cho xe nó đỡ, một là đỡ hỏng, đỡ chuột bọ nó chui vào. Để các bác thì thấy rằng nó rảnh quá mà. Thế cho nên là tôi mới nhớ tới cái anh VQ hay là anh Vũ Quang. Câu chuyện thì nó cũng đơn giản thôi các bác ạ. Đó rằng là tôi được bạn bè gửi vài cái link, thực ra là các bạn gửi suốt đấy mà. Thế nhưng mà tự dưng tôi lại thấy cái rằng VTV4 điểm mặt chỉ tên, tôi lại thấy cái hình của mình ở đó, không khó để nhận ra mà quái thật. Thế là tôi mới có một cái, tôi gọi cho bạn bè, anh em bạn bè là truyền hình. Anh em bạn bè truyền hình bảo rằng là ô đâu có cái gì đâu, hoàn toàn không có gì cả. Thế là mình bảo là nhưng mà tôi thấy nó bảo tôi ở trên VTV4, lỡ đâu có ông lại đưa nhầm tôi lên thì chết dở. Và không, không hề, tôi chẳng thấy cái gì ở đây cả. Thế là tôi mới bắt đầu, tôi mới mò vào để tôi nghe. Tôi nghe thì được vài câu, tôi thật là không nghe nổi. Và tôi tốt nhất là mình không nghe nổi thì mình hỏi. Đã vào nhà người ta thì phải hỏi chuyện, bắt chuyện cho nó đàng hoàng, có đúng không ạ? Chứ đâu có phải rằng đi chơi không được. Thế cho nên tôi có mấy vài cái comment đấy, tôi bảo rằng là thế thì là tiện thể để anh để cái chỗ VTV4 đấy, thì là anh... tôi bị điểm mặt chỉ tên ở chỗ nào, ở phút bao nhiêu để tôi tìm cho nó dễ. Tôi hỏi, để tôi còn hỏi lại anh em bạn bè có gì thì còn giải trình, đúng không? Đó. Thế nhưng mà hầu như không ai trả lời cả. Người ta quy tôi vào một cái tội gì đấy, tôi mà tôi cũng không biết được cái tội này là ai làm gì, ai làm ra nữa. Thế là thành ra là tôi mới gọi rằng là trả lời vài câu hỏi ở đấy, trả lời vài bạn đó để mình tranh luận vui vui thôi. Nhưng mà hầu như các bạn không đưa dẫn chứng gì cả, chỉ là mang nặng tính cái quy chụp, mà nó mang nặng cái tính suy diễn, mà thật sự là không có bằng chứng đó. Các bác thấy rằng là tôi đưa một vài clip lên đấy thì tôi đã có được hẳn cái đoạn video tôi giữ lại rồi, cho nên là không phải vấn đề gì. Còn về mặt anh Vũ Quang thì anh ấy thậm chí rằng là anh ấy ghim cái bình luận của tôi, nghĩa là anh biết thừa nhá. Bắt đầu làm YouTube được, bác thấy rằng là chỉ duy nhất là chủ kênh mới ghim được cái bình luận thôi, thì anh ghim cái bình luận của tôi lên. Vui chưa? Đấy, vui quá. Ok, không sao, vấn đề gì cả. Rồi anh chụp cả cái bình luận của tôi để anh đưa lên cái chỗ cộng đồng của anh đấy, cũng tốt thôi. Đó. Tôi thì lúc đấy tôi cũng chưa biết, tôi làm cái video và tôi muốn rằng là ừ thì thôi, đúng không? Mình sẵn sàng, mình đàng hoàng. Mình cũng nghĩ rằng là anh ta đàng hoàng, anh ta đàn ông, thì chúng ta hãy công khai cái địa chỉ với nhau để mà ra, để mà mình sẵn sàng mình đón anh ta. Bởi vì anh ta nhắc mãi suốt thì mình xin đón anh ta lên tận cơ quan an ninh điều tra. Để ở đây nó có mấy việc. Đó, thứ nhất là anh ta có thể rằng là viết cái đơn tố cáo. Đó, và mình sẵn sàng mình giới thiệu cho một vài anh chị an ninh điều tra để mà làm việc luôn cho nó nhanh, nghĩa là tạo điều kiện hỗ trợ cho anh đấy một cách hết sức có thể. Cái thứ hai nữa là anh ấy bảo rằng anh ấy làm ở chỗ luận điệu chống xuyên tạc, thì tiện thể thì kết hợp với cả bên an ninh nữa thì là thật là tuyệt vời, đúng không? Mình còn tạo cho họ một mối quan hệ rất là tốt. Đấy là cái thứ hai. Và video clip làm buổi sáng thì bây giờ là cũng hơn 12 tiếng rồi nhá. Mình có mấy cái, nghĩa là mình thứ nhất là mình vào chỗ người ta hỏi, mình hỏi đàng hoàng và người ta cũng biết mình đến. Nhưng người ta thứ nhất người ta cũng không ra chào hỏi lại mình, ít nhất là phải rằng là trả lời tôi vài câu kiểu đấy. Vào tận nhà người ta cơ mà, người ta biết thừa, người ta ghim cả bình luận lên thì người ta phải trả lời mình đàng hoàng, tắt tên mình đàng hoàng ở chỗ bình luận đấy. Ai chơi cái trò chụp ảnh phát giống như kiểu là thấy người vào, thấy người khách đến hàng này, thay vì tiếp khách thì mình lại chụp một cái ảnh cái rồi sau đó mình chạy lên gác mình trốn. Các bạn thấy hay không? Không tiếp chuyện. Đó.
Thì sau đó khoe mọi người rằng tổ dân phố ơi, có ông Hoàng Dung ông đến nhà tôi này, có ông Hoàng Dung đến nhà tôi này. Thế tổ dân phố mới hỏi rằng là thế đang nói chuyện chưa vậy? Chưa. Đó. Thế mà thế đoạn tôi mới làm cái đoạn clip thì có hai cái lời thách đó với anh Vũ Quang. Và đến bây giờ là 12 tiếng đồng hồ rồi. Tôi cũng không thấy rằng là anh ấy trả lời lại tôi một cách đàng hoàng. Nghĩa là mình khi mình làm clip ấy thì mình có tag tên đàng hoàng luôn. Tôi tag hẳn tên Vũ Quang Viconai. Nó có nút A còng đấy, giống như chúng ta tag Facebook ấy. Đó, coi như mình quảng cáo miễn phí anh ấy luôn, tại tiêu đề tag hẳn tên luôn. Các bác thấy thú vị không? Tag hẳn tên luôn và anh không thể không biết chuyện này được. Đó. Đấy là cái thứ nhất các bác thể thấy. Mình rất là đàng hoàng đúng không? Mình chỉ mặt tận tên, ảnh mình cũng không thèm che đi luôn. À, mặc dù có thể rằng là anh ta dùng một cái trò gì đấy để báo cáo đấy, report đấy, thế nhưng mà mình cũng kệ thôi, đã làm thì phải làm cho đàng hoàng. Đấy là cái thứ nhất. Vậy mà bây giờ là 10 thứ hai đấy, các bác để thấy nghĩa là mình chỉ mặt chỉ tên đàng hoàng không có vấn đề gì cả. Thế mà bây giờ đến 12 tiếng rồi thì không thấy anh ấy có một cái động thái gì cả về cái việc này, cũng không thể trả lời. Hoặc anh trả lời ở đâu đấy thì bố phải biết được. Anh trả lời thì anh cứ thẳng vào chỗ mình, anh trả lời, anh tác tên. Hoặc rằng là anh ta bảo rằng nọ thế kia. Tôi thấy vài bác bảo rằng anh vào địa chỉ là 125 Phùng Hưng. Thì tôi cáo là anh không đủ tiền để mua 125 Phùng Hưng đâu. Chỗ đấy là phố đấy, nhà mặt phố đấy, không đủ tiền để mà mua đâu. Cho nên đừng có nhận vơ cái nhà đấy là của mình. Mặc dù cái nhà đấy là nhà tang lễ, nhưng mà giá trị của nó đắt lắm, không phải đùa. Các bác thử sờ 1 mét ở phố xem, nhất là phố Phùng Hưng nữa, không phải rẻ đâu. Đó, chứ đừng nói rằng là khoe khoang cái nhà ở đấy, dân người ta cười cho. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa rằng là bởi vì anh không trả lời thế, đâm ra mình cũng tự hỏi bây giờ là anh Vũ Quang ơi, anh có phải là đàn ông hay không? Đó, anh phải đàn ông hay không? Khi mà người ta đã làm đủ thứ rất lịch sự, lịch lãm đến với anh rồi mà anh lại không có cái động thái gì cả thì tôi cũng không hiểu được anh là người như thế nào. Đó, anh là diễn viên hòa bình, anh phải công khai, anh phải chính trực, anh phải minh bạch, anh làm điều chính nghĩa vì đất nước Việt Nam. Thế tại sao anh lại phải núp lùm như vậy? Tại sao anh lại phải núp như vậy và không dám ra mặt thoải mái? Tôi nhớ là cái cuộc này đâu phải là tôi, vì tôi đâu có biết anh này đâu, đâu phải rằng là tôi khơi ra đâu, tôi đâu hề biết anh này. Đến cả mấy tháng giờ anh ta cứ nhắc tên tôi, anh cứ lấy hình ảnh của tôi lên, anh ta rủa xả, anh ta chửi bới, tôi cũng kệ thôi. Nhưng mà thứ nhất là bây giờ nó rảnh quá, các bác thấy không? Nó rảnh đến mức độ ra ô tô, ra bãi xe, ngồi nổ máy chơi chơi, chả đi đâu cả. Đó, thì thôi mình cũng nhân cơ hội mình làm việc đó. Rồi anh Vũ Quang ơi, thật sự tôi muốn nhắn anh thế này. Anh thử cho tay, anh thò vào phía dưới của mình xem, là xem còn cái của nợ ở đây đấy không. Tôi nói thật, khéo rằng anh cũng thấy rằng là mình chẳng phải đàn ông. Mà tôi nói thật là cũng chẳng phải đàn bà luôn. Vì đàn bà người ta còn lịch sự hơn anh gấp vạn lần. Thật sự thế. Đó. Và anh yên tâm đi. Anh có nói địa chỉ nhà ra. Tôi nói thật. Anh có nói địa chỉ nhà ra thì tôi cũng chỉ đến. Và cuối cùng rằng là vì anh vả suốt mà. Đàn ông người ta phải nói lời giữ lời. Đàn bà người ta còn thế. Chỉ có cái loại mà không nói được, không làm được thì lúc đấy là mới ấy thôi. Anh bảo anh vả tôi mấy phát đúng không, cho nó cái vả này, vả cho phát nữa này, thì anh cứ gặp tôi đàng hoàng, tôi đưa mặt cho thế này anh này đấy, tôi đưa mặt anh thế này cho anh vả luôn, anh vả mấy cái cũng được. Và yên tâm rằng á là tôi không có vả lại đâu. Ô, thật sự tôi không có vả lại đâu, tôi kệ cho anh vả thôi. Đó, tôi không vả lại đâu, anh yên tâm, không làm gì tổn hại đến thân thể của anh hết, cho nên anh yên tâm. Cho nên rằng là đấy là tôi tạo điều kiện cho anh, những cái lời nói của anh trở thành hiện thực, chứ không người ta lại bảo chém mệt đó. Một lần nữa thì tôi cũng muốn rằng á, anh thử nhìn ở phía dưới đó, nhìn phía dưới này của mình này, xem mình có phải đàn ông không. Và thậm chí đàn bà cũng không được, nghĩa là chẳng biết rằng anh đàn ông cũng chẳng phải đàn bà đó. Mà anh tự làm một cái thứ nó ngoại hạng gì, nó ngoại hạng rồi, mà chắc rằng trong y tế người ta cũng không biết xếp anh vào cái loại nào, thật sự là như thế. Cho nên rằng là anh cố gắng làm cái gì
thì làm cho tử tế, làm cho đàng hoàng, làm cho chính trực. Chứ đừng lên làm cái kiểu núp lụt như thế, nó buồn cười lắm. Tôi nói thật với anh vậy. Đó, ngồi trước máy quay mà không dám đối diện và không dám chịu trách nhiệm về những cái lời nói của mình thì phải nói rằng là thôi, nhường lời lại cho các bác để các bác bình luận nha. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi tối tốt lành. Dạ.